Tối ngày 14 tháng 8 năm 2020, lực lượng thuộc đội cảnh sát hành chính về trật tự xã hội công an thành phố Quy Nhơn bất ngờ kiểm tra quán karaoke Thanh Trực trên đường Hùng Vương, phường Nhân Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Mời anh vô hợp tác với công an đi. Thời điểm kiểm tra, công an phát hiện tại quán có 6 phòng với 35 khách đang thuê phòng để hát, không chấp hành về phòng chống dịch COVID-19 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. Ngày 18 tháng 8, Công an thành phố Quy Nhơn đang đề xuất hình thức xử phạt đối với quán karaoke Thanh Trực do ông Nguyễn Trực làm chủ cơ sở. Vụ việc đang được củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật.